mệnh của Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California là để đảm bảo sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng California bằng cách quảng bá tiêu chuẩn đạo đức và bằng thi hành luật ngành công nghiệp cắt tóc và thẩm mỹ. Nhiệm vụ này được hoàn thành một phần nhờ sự kiểm tra các tiệm cắt tóc và thẩm mỹ của kiểm tra viên. Kiểm tra viên có thẩm quyền để kiểm tra toàn cửa tiệm của bạn bất cứ lúc nào trong ngày, 7 ngày một tuần, trong giờ mở cửa hoặc bất cứ vào lúc nào dịch vụ đang được thực hiện. Có khả năng tại một địa điểm trong sự nghiệp của bạn sẽ được một thanh tra của hội đồng đến viếng. Bạn có thể làm gì để tránh bị phạt? Hội đồng xác định một số lý do phạt vạ phổ biến nhất và đưa ra lời khuyên làm sao bạn có thể duy trì sự tuân thủ theo luật áp dụng và quy tắc. Đặt những lời khuyên này vào sự thực hành hàng ngày sẽ giúp bạn tránh bị phạt và giúp hội đồng đạt mục đích tối hậu của sự bảo vệ người tiêu dùng. Điều luật mã số California phần 979, sự khử trùng dụng cụ không dùng điện để tránh bị phạt trước khi sử dụng trên khách hàng. Làm sạch dụng cụ của bạn đúng cách, loại bỏ tất cả các vật bẩn có thể nhìn thấy được, rửa dụng cụ với xà phòng hoặc chất tẩy và nước, lau khô dụng cụ với khăn giấy sạch mới và ngâm hoàn toàn vào một dung dịch thuốc khử trùng đã được đăng ký với cơ quan EPA. Luôn luôn mang găng tay hoặc cây kẹp để lấy dụng cụ từ trong dung dịch thuốc khử trùng. Luôn luôn đậy dung dịch thuốc khử trùng của bạn và đổi thuốc khử trùng khi nó trở thành lợn cợn chứa chất bẩn hoặc như sự hướng dẫn của nhà sản xuất. Khử trùng cây kẹp của bạn bằng cách loại bỏ tất cả các vật bẩn, rửa với xà phòng hoặc chất tẩy và nước và xịt hoặc lau cây kéo với dụng cụ thuốc khử trùng đã đăng ký với cơ quan EPA. Đừng đặt dụng cụ kéo đã khử trùng trong hộp đựng, túi hoặc đồ chứa mà không thể khử trùng được. Cất giữ tất cả dụng cụ không dùng điện đã dơ như lược, bàn chải và kéo cắt móng trong một hộp có dán nhãn dơ bẩn, bị bẩn hoặc bị ô nhiễm. Cất giữ tất cả dụng cụ không dùng điện đã khử trùng vào một nơi sạch, đóng kín và dán nhãn sạch hoặc đã khử trùng. Điều luật mã số California phần 988, chất lỏng, kem, bột và mỹ phẩm. Để tránh bị phạt, cất giữ tất cả vật dụng chuẩn bị như chất lỏng, kem, sáp, dầu gội đầu, bột, chất keo và mỹ phẩm khác trong hộp sạch đóng kín. Bột có thể cất giữ ở bình lắc sạch. Phân biệt dán nhãn tất cả bình và hộp như vật dụng. Khi sử dụng một phần mỹ phẩm chuẩn bị, lấy vật chuẩn bị từ hộp chứa một cách không gây ô nhiễm phần còn lại. Đừng nhúng hai lần. Điều luật mã số California phần 981A. Không thải bỏ dụng cụ và vật dụng sử dụng một lần, không thể khử trùng. Để tránh bị phạt, vứt bỏ ngay lập tức những dụng cụ và vật dụng không thể khử trùng sau khi sử dụng trên một khách hàng. Ví dụ, cây đánh bóng móng, đá đánh bóng, cây làm sáp, cái tách móng chân, găng tay, bông gòn miếng, bọt biển xốp, cây dũa móng và giấy cổ. Nên vứt bỏ ngay lập tức vào trong thùng rác một khi đã sử dụng. Điều luật mã số California phần 981B. Cất giữ không hợp cách những vật dụng mới và dụng cụ sử dụng một lần. Phải đảm bảo vật dụng mới và dụng cụ sử dụng một lần chứa ở nơi sạch và đóng kín có dán nhãn mới. Mã số thương mại và chuyên nghiệp phần 7317 và 7349. Cơ sở hoặc cá nhân không có giấy phép. Để tránh bị phạt, luôn luôn giữ giấy phép cá nhân và cơ sở hiện hành. Phải đảm bảo cơ sở bạn đang làm có giấy phép và hiện hành. Trước khi thuê nhân viên mới, đảm bảo giấy phép của anh và chị đó phải hiện hành và có hiệu lực.
để phục vụ cắt tóc, thẩm mỹ và điện học, phải bảo đảm tất cả các nhân viên có giấy phép hiện hành. Mã số thương mại và chuyên nghiệp phần 7351 yêu cầu phòng vệ sinh. Để tránh bị phạt, khách hàng của bạn có quyền sử dụng nhà vệ sinh công cộng, luôn giữ nhà vệ sinh sạch sẽ và phải trống, không chứa hàng hóa, đừng cất vật dụng chổi, lau, thùng hoặc vật dụng tương tự trong nhà vệ sinh. Điều luật mã số California phần 965 trưng bày giấy phép. Để tránh bị phạt, trưng bày giấy phép cá nhân nơi dễ thấy tại quầy làm việc chính, trưng bày giấy phép cơ sở nơi dễ thấy ở chỗ tiếp tân. Đừng trưng bày giấy phép quá hạn hoặc không giá trị. Đừng trưng bày bản copy của giấy phép. Điều luật mã số California phần 987 khăn. Để tránh bị phạt, sau khi khăn, chăn, áo choàng hoặc áo khoác đã sử dụng, đặt vào trong vật chứa đóng kín để giặt, khăn, chăn, áo choàng, vải hoặc áo khoác có thể tiến hành giặt bởi dịch vụ giặt ủi công nghệ hoặc cơ sở giặt ủi không công nghệ, được bao gồm giặt với nước ở 160 độ Fahrenheit cho tối thiểu 25 phút. Có thể chấp nhận nếu dịch vụ giặt ủi công nghệ chọn hóa chất hoặc nước lạnh cung cấp dịch vụ giặt ủi dựa theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Giữ khăn, chăn, áo choàng, vải hoặc áo khoác sạch trong chỗ chứa sạch đóng kín. Điều luật mã số California phần 994 sự sạch sẽ và tu sửa. Để tránh bị phạt, giữ sàn nhà, tường, đồ gỗ, trần nhà, bàn ghế nội thất và vật cố định sạch sẽ và trong tình trạng tốt. Không cho phép tích lũy rác, tóc hoặc vật chứa trong cơ sở. Điều luật mã số California phần 978A số 5 sự thiếu dung dịch khử trùng trong hộp chứa để ngâm hoàn toàn. Để tránh bị phạt, khi khử trùng dụng cụ, bảo đảm dung dịch khử trùng đủ để dụng cụ hoàn toàn ngâm trong hộp. Nếu dụng cụ không vừa với hộp, đổi hộp khác. Điều luật mã số California phần 986 cây chải bụi cổ, lược chải không sạch hoặc vệ sinh. Để tránh bị phạt, rửa sạch cây cọ cổ, móng, mặt hoặc trang điểm và bàn chải móng tay trước khi sử dụng trên khách hàng trong cách thức tuần tự như hướng dẫn trong phần quy tắc này. Đặt cọ bàn chải sạch trong hộp chứa sạch đóng kín được dán nhãn sạch. Đặt cọ hoặc bàn chải dơ trong hộp chứa dán nhãn dơ bẩn, bị bẩn hoặc bị ô nhiễm. Điều luật mã số California phần 990 gối đầu, mâm dầu gội đầu và bồn và bàn phục vụ. Để tránh bị phạt, giữ mâm dầu gội đầu và bồn trong tình trạng tu sửa tốt và rửa chúng với xà phòng hoặc nước hoặc chất tẩy rửa sạch sau mỗi lần gội đầu. Bọc gối đầu của ghế với khăn sạch hoặc giấy cho mỗi khách hàng. Trải bàn phục vụ với giấy bàn sạch, một khăn sạch hoặc tấm chăn sạch sau mỗi lần dùng. Lấy bỏ khăn hoặc tấm chăn sau khi dùng và bỏ vào trong thùng kín để giặt. Vứt bỏ ngay giấy đã dùng sau mỗi lần sử dụng. Điều luật mã số California phần 980C khử trùng dụng cụ dùng điện. Để tránh bị phạt, đặt tất cả dụng cụ dùng điện đã sử dụng trên khách hàng hoặc bị dơ vì lý do gì trong một hộp dán nhãn bị bẩn, dơ hoặc bị ô nhiễm. Điều này không bao gồm dụng cụ nóng như cây cuốn tóc nóng. Điều luật mã số California phần 980-1C7, 980-1D7, 980-2B7, 980-2C6, 980-2D3, 980-3B.
B6 và 980-4A2 sổ ghi chép sự tẩy rửa thiết bị làm chân. Để tránh bị phạt, sự tẩy rửa đúng cách các thiết bị ghế làm chân, bồn, chậu sau mỗi khách hàng, cuối ngày và hàng tuần, tùy thuộc loại ghế spa làm chân, bồn và chậu mà bạn có. Ghi lại thủ tục trong sổ ghi chép thiết bị làm chân, bao gồm ngày giờ của mỗi lần rửa và ký tên người đã hoàn thành thủ tục. Sự ghi chú tẩy rửa sau khách hàng, cuối ngày hoặc hàng tuần, mỗi ghế, bồn, chậu nên có sổ ghi chép trang thiết bị riêng. Sổ ghi chép thiết bị làm chân nên chuẩn bị sẵn dựa trên yêu cầu hoặc của khách hàng hoặc của nhân viên hội đồng. Thật là ý tưởng tốt để xem video sự tẩy rửa và khử trùng spa làm chân thấy trên mạng của Bo. Sự hướng dẫn từng bước cách rửa và khử trùng đúng cách spa làm chân của bạn. Thêm vào video cách rửa và khử trùng spa làm chân, mạng của Bo www.barbercosmo.ca.gov có rất nhiều dụng cụ hữu ích để giúp bạn tuân thủ, như là bản tự kiểm tra. Sử dụng bản này để tự kiểm tra trên căn bản hàng tuần để bạn có thể an tâm vì bạn đã tuân thủ luật và quy tắc của Hội đồng Cắt Tóc và Thẩm mỹ California. Nhín chút thời gian để duyệt lại sổ tay, những mong đợi khi bạn được kiểm tra vì nó giải thích những liên quan trong kiểm tra và 5 điều kiểm tra quan trọng để theo khi bị kiểm tra. Có rất nhiều dụng cụ trên mạng của Bo bằng chữ Anh, chữ Tây Ban Nha, chữ Việt và chữ Đại Hàn. Tại sao duy trì sự tuân thủ với Bo rất quan trọng? Tuân thủ quảng bá sự bảo vệ khách hàng và giúp bạn tránh bị phạt vạ và tiền phạt. Vì thế, để tiết kiệm tiền của bạn, miễn bị phạt và làm việc với Bo để cung cấp một cửa hàng có kinh nghiệm về an toàn, vệ sinh cho người tiêu dùng California. Thắc mắc, email barbercosmo@dca.ca.gov.